tuần R&B là tuần trái sở trường của Trang Nhung, mà rất là trái nữa. Khó khăn với Trang Nhung đủ thứ hết á. Suốt nhiều năm nay thì chăm lo việc gia đình, con cái, rồi công ty, cho nên là cũng ít giao tiếp tiếng Anh, phải hát tiếng Anh mà lại còn hát nhanh nữa, tập đau hết cả miệng. Cái vũ đạo ở đây thì Trang Nhung thấy nó rất là khó, khó hơn các vòng khác rất là nhiều, vì là người cứ giật như là robot ấy. Mà thực sự thì Trang Nhung cũng lớn tuổi rồi, cho nên là xương cốt là chắc là nó cũng có vấn đề, khi mà nhún xuống đứng lên nó rất là khó khăn. Quý vị khán giả ủng hộ Trang Nhung đi, chứ thực sự là em sợ lắm, em sợ cái vòng R&B này lắm rồi, cứu em với khán giả ơi. So deep in your eyes, I just turn more and more every time. When you're near, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling, and my pride is the one to blame. 'Cause I know I don't understand just how your love can do no one else can. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho rapper Phương Mai, vũ đoàn Hoàng Thông, nhóm bè Cadillac và Trang Nhung. Wow, cảm ơn các bạn. Phương Mai, đứng đây một tí để anh giới thiệu em luôn. Thưa quý vị và các bạn, xin giới thiệu rapper Phương Mai đây là con gái lớn của chị Trang Nhung. Hôm nay hộ tống để phụ mẹ đi thi đấu. Cảm ơn em, tuổi nhỏ chí lớn. Cảm ơn con gái rất là nhiều. Crazy in love. Trời ơi, dễ thương quá. Hôm nay chị khác quá. Em không ngờ là hồi nãy chị có một bộ đồ đã rất là bốc lửa rồi, mà chị còn lột được bộ đó để có một bộ ngắn hơn nữa hả? Hôm nay không ai nghĩ là Trang Nhung có thể làm được điều này, một sự thay đổi hoàn toàn, mà lại còn có phần trình diễn hai thế hệ nữa chứ. Đó, là có con gái hát chung. Không biết là chị Ý Lan có nhìn tiết mục này, có nhớ đến cái tiết mục mà chị hát chung với cô Thái Thanh, có một cái bài liên khúc mà hai mẹ con hát chung mà. Chứ làm sao mà Ý Lan quên được. Cứ trông thấy cái hình ảnh như thế này là nhớ mẹ vô cùng.
Rồi lại bên cạnh nữa là Y Lan cũng có thế hệ sau Y Lan nữa, cũng đi hát cùng với Y Lan trên sân khấu rồi. Thành thử ra chúc mừng cho Trang Nhung trước tiên là bài hát này của Trang Nhung hot quá, làm cho Y Lan không thể nào ngồi yên mà giữ một cái tinh thần của một người giám khảo đứng đắn được. Phải nhún nhảy theo Trang Nhung. Chúc mừng Trang Nhung. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À, anh Lê Hoàng, anh nghĩ sao về tiết mục này ạ? Tiết mục này hay về dàn dựng, hay về trang phục, giọng ca thì tôi nghĩ rằng rất là tuyệt. Và đặc biệt có một cái hay nữa mà dù đó là nhóm bè rất hay. Dạ vâng. Trong nhạc Academy thì nhóm bè rất là quan trọng mà ít khi chúng ta sử dụng được, thì Trang Nhung sử dụng cái này quá tuyệt. Mà anh thấy nhóm bè có học nhảy luôn. Đầu tư tới mức độ bắt nhóm bè phải học nhảy luôn, anh thấy dễ sợ không? Và tôi xem tiết mục này tôi mới phát hiện ra là muốn hát Arabi hay phải hát dân ca hay. Cảm ơn anh Lê Hoàng. À, anh Huy Tuấn, anh xin cho anh cho biết ý kiến thêm đi ạ. Hơi ngạc nhiên là không biết từ lúc nào mà anh Lê Hoàng đã chuyển từ nghề làm phim sang nghề gọi là nghiên cứu âm nhạc. Anh khá là tinh ý khi phát hiện được một cái điều mà có khi bây giờ giới nhạc sĩ của chúng tôi cũng phải ghi nhận, đấy là muốn hát R&B phải hát dân ca trước. Đó, quá. Tôi nghĩ là Trang Nhung đã chọn được một bài hát mà nó cho Trang Nhung cái đất để thể hiện tất cả những cái gì mà mạnh mẽ nhất của Trang Nhung, tất cả những cái kỹ thuật, rồi là tất cả những thế mạnh về thanh nhạc của Trang Nhung. Và với một cái năng lượng như này thì thật sự là tôi thấy rất hiếm ở trên sân khấu của âm nhạc Việt Nam. Tôi nghĩ là nếu như anh Lê Hoàng mà có trẻ đi khoảng 30 tuổi nữa chắc cũng bở hơi tai nếu mà ngồi nghe. Dạ vâng, thì em hiểu là nãy giờ anh Lê Hoàng thì anh cũng rất là mệt tim rồi, nhưng mà không sao. Sức khỏe anh còn tốt mà, không sao không sao cả. Một tràng pháo tay nữa cho Trang Nhung thưa quý vị. Cho Trang Nhung xin phép được vâng, cho Trang Nhung xin phép được cảm ơn nhóm bè Cadillac và ba ca sĩ, một bạn ở Hà Nội đã vào đây hát với Nhung, giúp Nhung, và hai bạn là ca sĩ Quảng Ninh và ca sĩ Thu Hiền và Thu Trang. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trang Nhung rất nhiều. Cảm ơn bạn.